đây địa bàn của anh mà anh chở đồ như đó thì họ tóm gặp mày là bên ai là phước trường lớn nè. Giờ để mình đi câu ha. Trời chắc tóc luôn á. Hả? Ủa cả rồi. Ai da. Ấy ông thấy rồi. Đây là chưa à. Rồng sáng lưới nè. Rồi nó quẩy. Ủa nó bự. Ôi dồi. Lo nổi không? Lên tám. Cái này đeo tay coi này, đeo bàn tay này xong tay phải không đeo được bàn nó quất. Good morning, xin chào tất cả bà con cô bác, xin chào cả gia đình. Ngày này là cũng 7 giờ sáng rồi. Hai chồng chuẩn bị dậy đi câu cá. Hẹn mấy người bạn dưới đây dẫn đi câu cá hố. Cá hố là hố hàng. Hố hố hả? Hố. Ồ hố rồi. Dạ chào bà con gia đình lớn. Hôm nay là hai vợ chồng có dịp đi câu cá ở bên Jabis nè. Đi đây là Tấn bạn mình nè. Tấn đâu? À, đó. Tấn ơi. Ra chào bà con anh Tấn. Đó nhà à. Nhà anh Tấn đó. Mày chơi lúc tắm mưa ở chuồng tới giờ đó. Rồi còn tồn tại đây. Ở bên đảo anh nè. Ừ. Đảo lúc mấy tuổi? Đảo từ nhỏ tới lớn mà bây giờ chơi thành từ lớn tới nhỏ lớn vậy. Rồi giờ cá dưới tàu này đi câu cá nha. Mọi người nhớ đón xem video này nha. Rất là hấp dẫn luôn á. Mà mấy người đi câu rồi rất là nhiều luôn. Bây giờ dẫn hai tụi này đi để trải nghiệm, để quay phim cho mọi người coi ở dưới Virginia Beach có gì lạ nha. Đó, quay rồi đó. Đây là Captain, ai chở tụi em đi đâu Captain? Muốn đi đâu chở đi đó. Ồ, đây địa bàn của anh mà anh chở đồ đi đó thì mình chủ yếu là xuống nước thôi. Xuống nước xong thích khúc nào thì chở tới khúc đó. Nay là bạn già chở đi câu cá hố. Hô. Rồi, cảnh ở Virginia đẹp chưa? Đây là Virginia Beach. Hello. Xin chào bà con cô bác. Mình đã tới chỗ xuống đổ tàu rồi nha. Cái này là không phải ở Florida mà là ở Virginia Beach. Một nơi rất xa. Hai vợ chồng mình đi du lịch. Trời ơi, có cái... Bán già tôi ơi. Bên đây là bước chân lớn nè. Giờ này mình đi câu ha. Câu đã lắm, cá hú. Trở này chị im lắm, mình chạy đâu đó, câu xong rồi. Có nhiều chỗ mà nó hơi chậm cái củi.
Rồi bữa nay anh Cường làm đệ tử đó nha. Gây chánh đó nha. Đó, bữa nay anh em mình có ở đây vì gì biết bữa nay có tới mùa cá hố. Còn cá hố vui lắm, bự lắm mà hấp dẫn lắm ha. Nay có cá không là thôi mày không? Trời ơi bữa nay là đầy cá. Đầy cá. Mấy anh em theo dõi nha. Ôi giờ này là cũng 7-8 giờ sáng rồi á, trời mát mát chứ không có nóng. Ba chục năm. Đó thấy cảnh ở Virginia Beach chưa? Tụi này đi đâu mà có nước là thích à? Kiếm nước chơi. Ủa anh ấy ngồi coi chừng té anh ấy ơi. Giờ đoàn chúng tôi đã tới chỗ câu cá rồi. Giờ là ở bên kia đang câu cá nha, coi khai trương coi con cá nào không đây nha. Chính chưa? Rồi dính đây kìa. Đây trời ơi, cái tàu cứ nhớ xíu xíu cũng ra câu nữa kìa. Không trời ơi, đây cá câu cá nè. Hả, câu cá đâu nè? Đây con cá hố nè, nó là hình dáng như vậy đó. Cá này làm khô nấu canh chua rất là ngon luôn, kho nghệ nè, rồi kho sả. Rồi anh ấy câu cá rồi, coi có con nào không nha. Mới hạn con cái anh. Cần trúng nó của anh. Nó mệt phải không? Rồi bà con tập trung câu cá ở đây quá trời luôn nè, giống như cái ổ của nó ở đây hả? Ủa ông dính rồi kìa. Dính nữa nè. Vô nè, dính nè. Đâu, đâu. Đây nè. Wow. Đây. Vui. À, dính này hết chưa? Đây vô. Thấy chưa? Hả? Đó, bỏ vô đây luôn đi. Bỏ vô đây luôn, tí ơi. Đây nè. À. Ô, sống luôn. Thấy chưa? Thấy chưa? Tin chưa? Ăn cái miệng nó ghê quá. Uống đeo bao tay vô hả? À, nó ghê bao tay quá. Đeo bao tay vô. Nhóm bên kia sao rồi?
Đây mình quýt dính cho con rồi nè. Lộn mồi hả? Dính tí. Dính. Dính nè tí. Đây. Ôi trời, rớt luôn. Rớt luôn. Đâu đưa quá trời nãy giờ. Nó nghe mùi nó tới á. Thấy chưa? Thấy rồi. Tin chưa gì dâm? Tin rồi. Vui. Cái hố tiếng miệng nó hô. Ồ, vậy hả? Hô sắp hố. Hô sắp hố hả? Kẻ nước miếng nè. Hố ngang. Cái này ở chỉ có vị nha bích mới có thôi chứ phô đa không có. Tôi nó hết ăn rồi, để anh chịu khác. Dính rồi con. Hả? Hả? Cái này dính rồi đó. Hai con luôn. Ê coi dính quá nè. Ăn đi con. Ăn sáng đi. Lấy cái ruột nó câu. Cái xương dục hả? Cái này làm chả cũng thấy. Đúng rồi, cái đó là trái cá ngon lắm á. Giặt thịt không luôn. Cá này làm nhiều món chứ bộ. Mà thấy nó đâu có xương đâu cưỡi. Nó thịt không xương luôn đi. Xương mỏng anh ơi, xương nó nhẹ nhẹ. Cá xương gì đó gì con cá. Cá lạc đó, nó có xương nhiều. Cái này dục xuống cho cá mập nó ăn hả? Lấy thịt nó câu nó luôn nè. Má để đây cá mập bay tát tay mà. Thôi dục xuống lẹ lẹ đi. Lấy cái ruột có trứng không anh trong? Có trứng xèo luôn á. Trứng nó ngon luôn á. Không, trời ơi, trứng nó ăn ngon lắm á, sao bỏ uống vậy? Má trời ơi, trứng cho gửi, lấy cho trứng luôn. Còn nhiều quá. Ủa, sao mình không dục nó? Để cho nó làm mồi. Còn làm mồi hả? Ừ, làm cho nó chứ. Rồi. Mà chạy vô khác. Ừ. Nó ngáy. Nó xuống đó để chết. Chứ sao nó không chết rồi hả? Thì em để cho nó kéo dài cái tuổi thọ chút không? Trời ơi. Bóng láng luôn á. Nó là sao kỳ ta? Nó quay đầu hướng vậy. Sao mấy này không quay qua đây mà nó quay qua đây hết vậy? Thở nó đi. Nó coi. Gì? Sao nó quay hướng mà nó không quay đồng con này con kia? Thở nó thử cho ai biết. Bạn ơi, tại sao mà quay hướng đây không quay qua đây vậy? Nó nói vui hơn, quay đông vậy vui nói chuyện nghe được. Ồ, quay hướng kia nói gì không có nghe. Ồ, hay vậy ta. Không. Mà lội ha. Ồ, đẹp quá hả? Ôi, này giống như kim stainless steel vậy ha. Không được không? Này giống như inox rồi nè. Đây, coi nó ăn. Mình làm. Ba con nữa, hai con, ba. Chưa chiếu không? Đâu rồi? Đó. Không có tay vô miệng nó thử đi. Ê, điểm trọng tao mãi nãy nó nhấn tao, thử tay vô mày. Nãy có cái rồi không? Ừ. Ủa, ai châm mồi xuống dưới rồi, đầy nước hả? Ai gì? Thôi vô đi. Để mình làm việc trước nha. Sao nóng ăn của mình cho ta? Từ từ. Ủa sao có dính hoài vậy? Ờ, sát cá đó. Sát cá. Ủa vậy hả? Hôm bữa là ông câu nhiều nhất. Ồ ngộ ha. Câu cá phải sát cá mới được hả? Còn nó nhỏ bởi kéo con cá tưởng to lắm. Kéo đã tay luôn ha. Trời ơi công cần luôn kìa. Sâu dữ vậy hả? Mình thả sâu xuống anh ơi. Ây dạ. Ok
cháu nãy giờ chưa lên nữa. Wow, em có nó bự luôn á. Wow, look this. Wow. Nó bự luôn á. Bụng có trứng không kìa. Cái kìa bỏ dài rồi. Trời ơi, cái trẻ hay gì nó văng không? Dính rồi. Ráng lên anh, ráng lên. Trời ơi, nãy giờ. Ôi, coi đà. Ê, rồi. Sao vậy? Đứt lưỡi luôn. Hay quá. Cho sâu xíu. Anh hát một câu anh. Em hồi anh đêm nay đi đâu? Anh bao giờ hôm nay đi câu? Anh đi ăn câu con cá gì ăn? Con cá hồ hồ. Cá hồ. Trời xanh gió mát cá cắn câu giấy đuôi rồi nhau. Chờ nó ăn cái hứng thú nha. Ôi dính rồi kìa. Ủa bên kia à? Không đúng ổ rồi, mình lại tao mình câu đi. Quăng rồi đó anh. Quăng đó đi. Vòng vòng đây á. Nè, nè. Nó mấy cái nhiều cá hả? Ờ, nhiều đội nước. Ờ, nhiều đúng đó, chịu ăn. 10 giờ. Ồ. Hey, he's wow. Man, he's wow. Anh quá liều luôn hả? Ồ, oh, anh chửi lắm, anh là the real deal mà. Thấy chứ, hình ảnh là hiểu rồi. Qua 10 giờ, cá mới cắn. Đạt 7 giờ. Nè, chú Đạt không cần. Chú Đạt có dính con đầu tiên. Ờ, vậy hả? Ờ, chú con nó nhìn, ảnh vậy hả? Bây giờ chú Đạt khóc dữ lắm. Bây giờ nó nằm sâu hả? Hồi nãy mình thả xuống sâu rồi mình reel lên từ từ là dính á. Để mình thả xuống đáy luôn. Đấy, đáy dính rồi đó. Không. Ghê quá. Ghê thiệt. Trời, con cá nhỏ. Là của ai? Có dính này. Của ai? Của trời. Cúi, cúi, dính rồi đó. Dính rồi đó. Dính. Nghe thôi mà đừng giật. Tao chưa kéo nó xúc rồi. Ờ, giờ mình cầm thử câu coi. Nó ăn vô nó chưa nuốt vô này. Câu anh quay cho. À. Đây. Có phiên phu nhân của mình câu được nha. Tao lại còn ngồi đi. Co. Giật con em. Ô con. Ôi ôi ôi. Dính dính nó chỗ quậy luôn, quậy luôn. Quậy dính nó. Quậy vô, quậy vô. Ôi giật lại vô rồi. Trời ơi, ủa vậy. Còn dính dính không? Không. Cái con nổi đâu. Ờ. Thả xuống hả? Thả lại ừ. Bữa nay hai vợ chồng này xuống cho lạ thấy sao? Quá đã. Thấy gì lạ không? Hả? Thấy cái gì lạ không? Lạ, có cá lạ. Nước nó mặn hơn. Nước mặn hơn. Phải không anh? Nó no, nước đâu mặn bằng dưới kia đâu. Nó cũng mặn nhưng mà không mặn bằng dưới kia đâu. Nếu muốn mặn á thì bỏ thêm muối nó mới mặn. Ừ. Ở Florida nước xanh hơn đúng không? Ừ, đúng rồi. Ừ. Đây là Việt Nam không nè? Việt Nam không đó. Không hẹn mà gặp. Thấy không? Anh em đi đâu gặp. Bên quay bên kia phải Việt Nam nha bạn. Ủa cái này Việt Nam mà là gì vậy? Phải có nhữ nó thấy nó tức nó ăn. Ôi trời. Đó đó. Đừng kéo dữ. Cái vừa thôi.
Dính đây rồi, dính đây rồi, dính đây rồi. Vô luôn. Con này bự nè. Dính không? Rồi, vô. Đó, coi cái mặt nó nè. Dính cái bự cái mặt nó khác, nó đổi mặt rồi. Trời ơi, bự biết quá anh. Trời ơi, trời ơi. Không, đây là cái này có thiệt nhưng mà có giả nha. Giả làm rồi tụi. Con này quậy quá. Nè nè nè, nhìn đưa lên nó nhìn á, không? Nó quá quậy luôn nè. Quá dữ luôn. Ai can đút tay cho đây. Đừng cắn em nha, trời coi nè. Oh man, bự không? Dài mới đẹp quá ha. Dài cái mình nó là hôn miếng đây. Ê, nó chạy ra ngoài kìa. Trời, bên kia có mây rồi, người gỡ cá luôn á, ghê chứ. Trời, quăng dục vô. Dục cho chết luôn anh. Cá mình ăn rồi vui ha. Ở bên kia dính nó kìa. Ôi giống rắn quá anh ơi. Ôi. Dài. Chừng cá cắn á cường. Nhìn đi liệu luôn vậy. Trường theo mở đàn mở câu à. Giống anh vậy đó. Con để tao như cháu được rồi. Cái đó mày phải cho nó luôn. Ờ, nó tao đi. Ôi, à, gãy con bà già luôn nè. Thì con được không? Thì con câu được không? Hả, con câu được không? À. Ê, nhớ thằng Thường mà nói câu, kêu nói câu là gì, quất một câu hả? Quất một câu. Chưa nói câu là gãy một câu luôn. Gãy luôn. Trời ơi. Dính cá gãy một câu luôn. Đó, cái xa xa cái ông đó là ông dính cá nãy giờ luôn á. Không ai dính, chứ ông đó dính không luôn á. Xa cá. Sợ luôn á, không biết sao kỳ ta. Hay vậy? Thường mấy người xấu xí cá nó để ý. Ờ. Cháu cái này nó câu cá phải tin nha, ai sát cá là sát cá à, chứ không phải nghiệp còn nặng luôn, nó ai nhiều quá đó, thấy chưa. Trời ơi, Vĩnh ơi, Vĩnh ơi, gãy nữa đi, không gãy gãy nữa đi. Mày lúc mà lên đó mày cho cái dây nó lú xong rồi hai con người heo giật cả con kia luôn á. Vô mày cho cha 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 lúc cần câu lại, lúc cần câu ra nãy là quên nó đó. Ô, nuốt sâu quá rồi. Sâu quá hả? Khỏi sảy luôn. Chứ này nó cắn là chết luôn á. Có răng của nó là thấy không? Ừ, chứ này nó cắn là chết. Ôi. Có răng nó thấy không? Không phải cái con kia nó đi theo nó luôn không? Thấy không? Thấy không? Thật tay nó cắn á. Đứt dây luôn rồi. Đứt dây rồi gỡ ra. Ủa, giờ đứt dây nãy đứt lưỡi rồi. Ôi. Hồi nãy thì đó, gãy thằng câu, giờ tức lưỡi luôn. Nuốt sâu và cố luôn nè. Ăn rồi. Sâu quá sâu dạ. Luôn. Ê, đưa đó đây. Vô đây à. Trời ơi, quá trời bay không. Vô rồi. Vô nè. Đây cưng ơi. Đây. Thôi đó.
vậy rồi. Ấy không thấy rồi. Cho nó nè, rồng không? Này là kêu ra rồng xá lưới nè. Ấy dạ. Ấy khăn á. Đây là rồng có kiểu thời nay nè. Nó bài không? Ôi dạ, that's a dragon right there. Rồi vô. Ủa bên đó bột rồi ha. Này chắc cỡ 30 con à. 30 à? Đó. Đó, vô rồi đó. Vô chưa? Vô. Ôi trời ơi, con này bự nè, con nè. Yes. Yes baby. Ôi yes. Con đó nè. Ôi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời chăn bóc luôn á. Hả? Ủa con cá nè. Ây da. Trời ơi. Đã rồi dâm. Ôi. Coi nè. Ừ. Dài. Man con cá hú. Em gì anh? Thấy chiếu đẹp không nè. Quá đẹp. Cá nè. Cá hú hú. Cá hú. Hô 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 nè. Hô 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 quay lên đi. Đây. Thấy không? Vô đi nha. À hay à. Dữ dữ không? Tay bóp nữa, tao đâu có biết. Nè. Cá nó cắn á, cá nó cắn rồi sưng tay luôn à. Thôi được rồi. Bây giờ tụi mày cắn tao quá trời, sao tao cắn lại mà. Mà nó lựa thằng cắn nha. Ừ, máu. Thôi bây giờ chúng tôi câu đã nhiều lắm rồi. Bây giờ xuống xếp đi về. Anh nói gì đi. Vài lời với bà. Nay câu cũng bên đó rồi như con vậy bà Hiền. Ờ, 30. Cho coi thử vài con được không? Đây. Anh đeo cầm mỗi người con lên. Đây, đó. Ôi, tê quá giờ. Không là thầy tử nữa đâu. Không là thầy tử nữa. Đó. Đây, hai con này nhỏ nhất trong tàu đó. Con cá này kêu cá gì anh? Đây, kêu Việt Nam kêu cá hố. Còn đây kêu là bellfish hay là ribbonfish. Ồ, bellfish là giống như cái dinh lịch đó hả? Dinh lịch đúng rồi. Ồ, nó dày như là gì đó. Con này là ăn kho, chiên, nấu mặn. À, phơi khô. À, phơi khô, sẻ khô. Dạ, nói chung là nhiều món lắm á.
hay cái nào mình lấy thịt của nó, lấy thịt đó mình câu nó luôn. Dạ. Yeah. Lấy thịt của thịt, nó, câu của nó, ăn thịt, tanh nha. Ăn thịt đồng loại hả? Ăn ngon lắm á, thôi trả ra cho nó đi. Ủa sao vậy? Mỹ nó vô đó, phi lê đem về nó. Nó phi lê đem về nó ăn mà anh dục hả? Thôi bây giờ mình xin tạm dừng cái rô này nha. Lát nữa mình đi bắt sò. Thì hẹn mọi người video bắt sò nha. Nhớ đón video kế tiếp nha mọi người. Các bạn quên đó mọi người, anh này không thích nói mọi người. Nhớ đón video kế tiếp nha bà con cô bác. Làm gì vui cứ làm đi. Anh chào mọi người, chào bà con cô bác đi. Chào bà con các bạn.